đế. Chú Tiệu là một kiến trúc sư làm việc cho một công ty xây dựng. Gia đình chú Tiệu có 4 thành viên là vợ và 2 người con. Cô gái lớn là Trần Trần, cô gái nhỏ là Bé Ân. 4 người sống trong một căn nhà vô cùng chật hẹp. Trần Trần có một người bạn tên là Tiểu Sinh. Bởi vì chú Tiệu đã cống hiến và gắn bó với công ty đã được 20 năm, cho nên giám đốc quyết định thăng chức cho chú Tiệu làm trưởng phòng thiết kế. Hơn nữa còn cấp cho chú Tiệu một căn biệt thự, nơi này cách khu đô thị một quãng đường khá dài. Khi đến đây thì trời cũng đã tối, không gian bên trong rất rộng rãi với nội thất cao cấp và sang trọng. Còn có một nhà kho chứa những đạo cụ được dùng cho diễn viên hát tuồng. Tuy nhiên chưa kịp vui mừng thì một nhóm người xuất hiện. Bọn họ là do thần giám đốc thuê đến đây để dọn dẹp tất cả trang thiết bị nội thất đệm đĩ, ngay cả công tơ điện cũng tháo luôn, chỉ còn lại căn nhà trống không. Thế là gia đình chú Tiệu đành phải sử dụng lại những vật dụng cũ để trang trí nội thất cho căn nhà. Vô tình chú Tiệu phát hiện có một tấm hình của gia đình chủ nhà trước đây. Thật trùng hợp họ cũng có 4 thành viên. Tiểu Sinh cũng phụ giúp một tài thầy mới công tơ điện. Lúc này không có ai chú ý thì chậu cây kiểng bỗng nhiên tự động di chuyển. Bên ngoài có người đàn ông lạ cảnh báo Trần Trần hãy mau dọn đi, căn nhà này không thể ở được. Thế nhưng Trần Trần không để ý đến lời nói của ông ta. Ngày hôm sau, vợ chú Tiệu đến siêu thị mua một ít thực phẩm để dự trữ. Bất ngờ tên đồng nhãn lại xuất hiện, tiếp tục cảnh báo vợ chú Tiệu mà chống rời khỏi căn biệt thự. Ai cũng nghĩ rằng ông ta bị điện, cho nên lôi ông ấy ra ngoài. Khi này Trần Trần định trang trí lại bức tượng thì vô tình phát hiện một bức vẽ rất gây rợn, trông giống như là một người đang ngồi chiếc xe lăn. Trên đường về, bà Tiêu lại gặp phải tên độc nhãn. Hắn ta vẫn tiếp tục cảnh báo bà ấy rời khỏi căn biệt thự, nhưng bà Tiêu không quan tâm đến lời nói của một tên điện. Không buông bỏ, tên độc nhãn tìm đến chú Tiệu nói rằng nếu mọi người không dọn khỏi căn biệt thự thì sẽ chết hết. Đêm hôm đó, Tiểu Sinh đến nhà chơi cùng ăn cơm tối với gia đình chú Tiệu. Bên ngoài đột nhiên có cơn bão mưa rất to nên Tiểu Sinh đành phải ở lại ngủ qua đêm. Thế nhưng anh ta không ăn phận, cô đơn một mình cho đến sáng. Vậy là mò đến phòng của Trần Trần. Không may bà Tiêu đã có chuẩn bị trước, ngăn chặn ý đồ đen tối của anh ta. Không cam tâm, Tiểu Sinh thử lại lần nữa mò đến phòng của Trần Trần. Quá ra là Trần Trần giả trang. Bà Tiêu cũng giận mình đi ra mắng cho Tiểu Sinh một trận, đuổi anh ta xuống lầu tiếp tục xem TV cho đỡ buồn. Bất ngờ Trần Trần xuất hiện phía sau lưng, cô ta gợi ý cho Tiểu Sinh đeo mặt nạ vào rồi chủ động đè anh ta xuống. Lúc này Trần Trần mới từ từ đi ra, trông thấy Tiểu Sinh có cử chỉ biến thái, cô liền quay vào phòng. Sau đó cô gái lột mặt nạ ra, má ơi là một thằng ma. Sáng hôm sau, chú Tiệu phát hiện Tiểu Sinh nằm dưới gầm ô tô, tinh thần thì sợ hãi. Lập tức anh mời đến pháp sư Cù Trọng Xoay lập đàn để trừ ma. Trước tiên ông ta rất mộng nhang tạo thành kết giới hình vòng tròn. Tiểu Sinh và Trần Trần thì ở bên ngoài tránh để ăn ma quấy nhiễu tâm trí. Cù Trọng Xoay bắt đầu nghi thức triệu hồi dòng linh. Bỗng nhiên một chiếc máy hút bụi tự động vận hành, xóa đi vòng tròn kết giới rồi dùng cái vòi nhựa tấn công Cù Trọng Xoay. Bên ngoài thì Tiểu Sinh tưởng rằng pháp sư đang chiến đấu với ác ma rất kịch liệt. Đánh nó đi sư huynh, đánh nó đi sư huynh, đừng chọn nó sớm, đánh nó đi sư huynh, đánh nó đi sư huynh. Một lúc sau anh đi dạo thì phát hiện Cụ Trọng Xoay bên trong cái túi sách. Cứu tôi với, có ma trong đó. Đêm hôm đó bà Tiệu và Trần Trần đi ăn tiệc ở bên ngoài. Chú Tiệu đang ở nhà thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng động lạ trong nhà kho. Ông bèn vào kiểm tra. Cho rằng đó chỉ là ảo giác, chú Tiệu liền chuẩn bị đầy đủ camera với mục đích chụp hình lại con ma để ghi lại bằng chứng. Nhưng khi mở cửa ra thì không còn nhìn thấy gì cả. Ngày hôm sau, chú Tiệu kể lại sự việc cho người bạn đồng nghiệp. Ông ta tặng cho chú Tiệu lá bùa và khuyên ông ấy nên dọn đi chỗ khác.
Khuya hôm đó, chú Tiều bỗng nhiên như người mất hồn, ngồi vào bàn trang điểm, sau đó xuất hiện như là một diễn viên hát tuồng. Khi thức dậy thì hoàn toàn không biết bản thân đêm qua đã làm gì. Khi đến công ty dự cuộc họp thì chú Tiều lại không mang theo bản thiết kế dự án chú đang phụ trách. Thằng giám đốc tức giận, tuần sau hắn sẽ thu hồi lại căn biệt thự. Lúc ra về, chú Tiều gặp lại người đồng nghiệp. Ông ta mới kể rằng người chủ trước của căn biệt thự là một diễn viên hát tuồng, không may bị què một chân nên không thể tiếp tục biểu diễn. Tâm lý ức chế, ông đã ra tay hành hạ vợ con, rồi sau đó phóng hỏa thiêu chết hết cả nhà. Khi ngày trăng trăng vô tình phát hiện những tấm hình mà chú Tiều đã chụp đêm hôm trước, trong đây có một bóng trắng mờ ảo giống như là một hồn ma. Cô bèn tìm đến tiểu sinh dùng máy chiếu phóng to lên để xem đó là gì. Không ngờ họ nhìn thấy chính là người đàn ông mấy hôm trước đã dọa tiểu sinh vãi ra quần. Trong khi đó, chú Tiều đang trên đường trở về nhà, tâm lý rất bồn chồn và lo lắng. Đúng lúc này, phía đối diện có ông thầy đang dạy học viên cách lấy xe. Lái xe thật ra rất là đơn giản lắm, cần thiết nhất là có chân ra. Ê, mày có thấy không hả? Cái lên vậy. Ê, có chân ra. Mẹ ta lái đi. Chủ Tiều may mắn không sao, nhưng lại phát hiện đây là khu nghĩa địa, nơi chôn cất gia đình của chủ căn biệt thự. Cảnh sát cũng có mặt kịp thời trợ giúp chú Tiều rời khỏi đây. Trước đó tên động nhãn đã nhiều lần cảnh báo Trần Trần rời khỏi căn biệt thự, cho nên cô và tiểu sinh bèn tìm đến hắn, hy vọng ông ta biết chuyện gì đó. Thì ra động nhãn là một đạo sĩ trừ ma. Nhiều năm trước sư phụ lệnh cho động nhãn phải trấn thủ ở đây và không ngừng tìm cách tiêu diệt tên ác ma chủ căn biệt thự. Ông ta đã nhiều lần cảnh báo chú Tiều và bà Tiều hãy mau chóng dọn đi, nhưng không ai chịu nghe mà cho rằng ông ta bị điện. Giờ thì đã quá muộn, mục đích của tên ác ma là muốn tìm thế thân để bọn chúng được siêu thoát. Chỉ có một cách khắc chế tên ác ma chính là trò cốt sư phụ của độc nhãn. Lúc này chú Tiều đã trở về nhà với tâm trạng tức giận, muốn tìm tên ác ma đấu tay đổi. Tao không có sao, mày phá người nhà của tao hả? Dám chết cha mày bây giờ. Thế là thằng ma xuất hiện bắn chú Tiều nhốt vào thùng gỗ, rồi điều khiển máy cắt định giết chết chú Tiều. May mắn bà Tiều kịp thời chạy vào đẩy thằng ma xuống dưới, rồi nhanh nhẹn giải thoát chú Tiều. Cả ba chạy ra ngoài vào trong xe ô tô đến rời đi, thì trông thấy Trần Trần chạy vào nhà. Tình huống nguy hiểm, chú Tiều đành quay trở lại. Vì lo lắng nên bà Tiều cũng không yên tâm mà ngồi đây, lập tức quay vào nhà, nhưng không ngờ chú Tiều đã bị ma nhập thể. Hai tài nâng bé ăn lệnh rồi quăng tới trước, may mắn là rơi xuống ghế sofa. Lúc này tiểu sinh đã đào được trò cốt sư phụ của độc nhãn từ dưới mộ. Trong khi đó, tên ác ma đang tưới xăng vào ba mẹ con rồi châm lửa. Hắn muốn tái diễn lại sự kiện năm xưa đã tiêu chết gia đình hắn. Đúng lúc này, pháp sư độc nhãn xuất hiện dùng tấm vải bùa để dập tắt lửa. Thằng ma liền xông tới bóp cổ độc nhãn. Ông bèn lấy máu vẽ bộ spray lên tay rồi tung chưởng thằng ma. Chú Tiều mới trở về bình thường. Lúc này thằng ma mới hiện ra chân thần, tung chưởng pháp sư độc nhãn văng ra ngoài. Giây phút nguy hiểm, tiểu sinh bèn xuất hiện đập hũ trò xuống, nhưng thằng ma kịp thời hất tay ra. Nhanh nhẹn chú Tiều lấy quạt điện thổi trò cốt vào người thằng ác ma nổ tung. Ngày hôm sau, chú Tiều cho người phá bỏ luôn căn nhà, tránh để nó gây họa cho người khác. Mặc dù thằng giám đốc có ngăn cản, thậm chí là đuổi việc, chú Tiều cũng không quan tâm. Cô ma. Bộ phim đến đây là hết rồi. Nhớ like và subscribe nhé anh em. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi. Tạm biệt anh em.